Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GBL. Trong một cái không khí mà cực kỳ sát Tết rồi. Người anh em đến từ tía đó là bác Hải, với cái niềm đam mê cực kỳ mãnh liệt, với những câu chuyện bất hủ luôn. Thì đây là một cái dòng 4722X, và đôi này là đôi cuối. Và các bác ngắm sơ qua tình trạng hàng của bên em Cao luôn luôn là tốt tắc và tốt tắc các bác nhá. Người anh em rất đam mê. Thì đây là cái thiết bị mà anh Hải mang lên để cho bên em Cao set up lại vào đôi loa, và bác cũng rất đam mê. Thì thôi, có đến đâu chơi từ đó, và miễn sao đam mê và xuân đến chúng ta có tiếng cười là ok rồi các bác nhá. Còn nếu đam mê thì các bác sẽ cứ dần dần, và chắc chắn là đi từng bước một nó sẽ tốt hơn các bác nhá. Ok, và clip ngày xuân thì nó cũng sẽ đơn giản hơn với clip ngày bình thường. Mong tất cả bác thông cảm nhẹ nhàng một chút thôi, để cho anh em ra về, anh cũng chờ em Cao rất là lâu. Ok, xin chào tất cả các bác nhá. Đây là clip một đoạn là hàng lên xe. Xe đẹp quá, loa cũng đẹp các bác. 4722X đôi cuối gửi anh Hải. Ok, bắt tay anh cái nhá. Cảm ơn anh nhá. Ok. Rồi anh đóng cửa của em.